trong năm 2024, Sở Tư pháp đã thực hiện có chất lượng hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp được nêu trong kết luận số 80 ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư. Về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân. Nghị quyết số 27 ngày 9 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Luật phổ biến giáo dục pháp luật, luật hòa giải ở cơ sở, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác, đề án phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật. Các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật không chỉ tổ chức trong ngày 9 tháng 11 mà được Sở Tư pháp thực hiện xuyên suốt trong năm 2024. Sở Tư pháp đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, lồng ghép công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, kịp thời tuyên truyền, chuyển tải các văn bản pháp luật mới, các thông tin pháp luật về phòng chống tội phạm đến với cán bộ và nhân dân, nhất là người dân ở cơ sở. Xin mời quý vị các bạn đón xem chương trình truyền thông chính sách phát sóng vào lúc 12 giờ 45 phút thứ hai ngày 11 tháng 11 năm 2024 trên kênh TTV 11.